Sau khi khẳng định thành công vang dội với 10 mùa phát sóng, series huyền thoại của Cartoon Network Adventure Time cuối cùng cũng quay lại với khán giả bằng bộ 4 tập phim đặc biệt mang tên Adventure Time: Distant Lands, được phát sóng độc quyền trên nền tảng HBO Max. Trong video ngày hôm nay, Witcher sẽ cùng các cậu tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong tập phim đầu tiên, bí mô nhé! Trước khi video bắt đầu, các cậu đừng quên ghé qua website, fanpage cũng như Instagram của Fan Store để kiếm cho mình những mẫu áo phiên Jack cực kỳ dễ thương nha! Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ Fan Store cũng như Witcher Cartoon. Chúng ta cùng vào với video ngay thôi. Let's go! Giữa vũ trụ bao la rộng lớn, Bimo đang trên đường đến sao hỏa để thực hiện nhiệm vụ khai phá đất đai. Tàu vũ trụ của Bimo không may phải hứng chịu một cơn mưa thiên thạch và bị hỏng hóc, cậu buộc phải đi ra ngoài sửa chữa. Ở đây, cậu bắt gặp một con robot hình con mắt và đặt tên nó là Olive. Vì một lý do nào đó, Olive chiếm quyền điều khiển con tàu và đưa Bimo đến một trạm vũ trụ được gọi là The Drift. Bimo hạ cánh giữa cuộc đụng độ của tàu yêu tinh xám và tàu bọ cánh cứng. Không hề hay biết rằng, vụ hạ cánh đã phá hỏng một nguồn năng lượng mà hai bên đang tranh giành. Bimo lập tức trở thành kẻ thù chung của hai tộc. Cậu được Y4, một cô gái loài thỏ đang làm nhiệm vụ gần đó đến cứu. Nhờ đôi giày đa năng của mình, Y4 đã có thể cắt đuôi bọn chúng và đưa Bimo về phòng thí nghiệm bí mật của cô. Vì chưa biết tên ân nhân, Bimo ngỏ ý muốn gọi cô là Harmonica. Y4 không đồng ý với tên đó. No, that's boring. I will call you Harmonica. I don't like that. Nhưng việc nghĩ một cái tên khác cho bản thân khiến cô thích thú. Y4 quyết định lấy tên mới là Y5. Sau đó, cả hai đã kết thân với nhau. Y5 có ý định phá tung Bimo để nghiên cứu, nhưng Olive bất ngờ bay đến bảo vệ cậu. Trong khi đó, hai nhóm yêu tinh xám và bọ cánh cứng vẫn chờ được tính sổ Bimo khi cậu quay lại tàu. Con tàu bị hút ra ngoài vũ trụ. Nhờ có Y5, Olive và đặc biệt là kế hoạch của Bimo, cả thành viên của hai tộc đã không bị hút theo, ngoại trừ thủ lĩnh tàu yêu tinh xám. Và bởi tàu vũ trụ của Bimo đã không cánh mà bay, cậu quyết định ở lại The Drift và tự phong mình làm cảnh sát trưởng, Y5 làm phó cảnh sát trưởng. Y5 đồng ý làm phụ tá cho Bimo, nhưng thực ra cô đã bí mật lên kế hoạch giao nộp Bimo cho cấp trên của mình. Trên đường đến gặp Hugo, thủ lĩnh tự xưng của The Drift, Bimo và Olive đã ra tay cứu giúp một chú lợn vũ trụ đang bị mắc kẹt ngoài The Drift. Bimo đặt tên cho chú lợn là Ricky và dần lấy chiếc còi gọi lợn vũ trụ từ chủ cũ của nó. Y5 dẫn Bimo về nhà và giao nộp cho bố mẹ cô, KS2, để họ có thể tận dụng một số bộ phận hữu ích của cậu. Thế nhưng đến giây phút cuối cùng, Y5 hiểu rằng Bimo có thể có ích nhiều hơn chỉ là một đống linh kiện, vậy nên cô đã bỏ đi cùng Bimo và cùng cậu thực hiện những nhiệm vụ cứu giúp cư dân. Bimo, Y5 và Olive xuất sắc cứu mọi người khỏi một vụ đuối nước và được hai chú bọ tặng cho một chiếc USB. Bimo liền sao chép dữ liệu bên trong vào bộ nhớ của mình và phá chiếc USB. Y5 cảm thấy tội lỗi vì nói dối Bimo, nhưng cô chưa kịp thú nhận mọi chuyện thì ngài em, trợ lý của Hugo đã có mặt và đưa cả nhóm đến Unity Pod có chức năng như quả tim của trạm vũ trụ. Cả nhóm được diện kiến Hugo, một nhà khoa học có vẻ khá thân thiện thuộc loài yêu tinh xám. Hugo liền bắt tay vào nghiên cứu Bimo, trong khi ngài em dẫn Y5 vào phòng giải trí chơi Card Wars. Trong một giây lờ đãng, Y5 đã để thua ngài em và bị ông lấy đi đôi giày đa năng của cô. May mắn thay, Hugo kết luận không có bộ phận nào của Bimo hữu dụng với ông cả. Bộ phận Hugo cần để có thể hoàn thành Unity Pod và giải quyết toàn bộ vấn đề của The Drift là viên ngọc sáng thế, nằm sâu trong Jungle Pod, khu rừng nguy hiểm nhất trạm vũ trụ với đầy những sinh vật lạ. Vừa bắt đầu lên đường, Y5 đã bắt gặp mẹ cô và buộc phải thú nhận kế hoạch lợi dụng Bimo của cô. Bimo tức giận bỏ mặc Y5 và Olive và nhất quyết thực hiện nhiệm vụ một mình. Trên đường tìm kiếm viên ngọc sáng thế trong Jungle Pod, Bimo không may lọt xuống một hố sâu chứa đầy cua và axit tiết ra từ vách hố. Bimo lại gặp may như mọi khi bởi loài cua này biết bay và cậu đã kịp cưỡi lên một con cua cuối cùng trong hố. Quay lại với Y5, cô vẫn tiếp tục bị người mẹ nghiêm khắc tranh mắng vì làm mất đôi giày quý giá. Cô quyết tâm đột nhập vào kho của ngài em và cướp lại đôi giày. Ở đây, cô đã tìm thấy chiếc USB giống chiếc của Bimo trước đó. Cắm chiếc USB vào Olive, Y5 phát hiện ra rằng toàn bộ Hugomat, phát minh nổi tiếng nhất của ngài em, có một chức năng bí mật. Tất cả Hugomat được hệ thống với nhau để cung cấp vị trí của bất cứ linh kiện nào Hugo cần thiết xuất hiện trong The Drift. Mỗi khu vực có chứa một bộ phận đặc trưng, ví dụ như viên ngọc sáng thế chỉ có trong Jungle Pod, và những khu vực của The Drift gặp sự cố chính là vì những bộ phận đó đã bị lấy khỏi vị trí ban đầu. Bimo đã lấy được viên ngọc và ném cho ngài em, nhưng ông ta đã lật mặt và để mặc Bimo mắc kẹt trong khu rừng. Những sợi dây leo tóm được Bimo và phá tung cậu thành từng mảnh. Y5 cầm chiếc USB, hy vọng có thể lật tẩy bộ mặt thật của ngài em, nhưng bố mẹ cô chọn tin tưởng ngài em thay vì chỉ con gái của mình.
em tình cờ có mặt, liền giấu chiếc USB đi, đồng thời tắt nguồn Olive và đút vào túi. Wi-Fi hoàn toàn bất lực khi cô mất đi Olive và không thể đến kịp Jungle Pod để cứu Bimo. Cô bất chợt nhớ ra chiếc còi gọi lợn vũ trụ. Ngay sau đó, Ricky đã có mặt, đưa Wi-Fi đến chỗ bạn mình. Hai chú bọ được Bimo cứu khỏi vụ đuối nước trước đó đã chuyển bộ phận của cậu ra ngoài Jungle Pod, sau đó chỉ đường cho Wi-Fi đến người có thể lắp lại Bimo. Tại bãi rác của The Drift, cả nhóm gặp được Sigo, một robot họ hàng xa với Bimo. Sigo tiết lộ quá khứ đen tối của Hugo và đồng bọn, rằng vào thời điểm chiến tranh nấm nổ ra, Hugo đã cùng Sigo và một số nhà khoa học khác bay ra khỏi trái đất. Bằng cách nào đó, họ đã biến đổi gen của chính mình thành loài yêu tinh xám và được Olive đưa đến The Drift để sinh sống. Sigo bị bỏ rơi trong bãi rác, còn Olive thầm lặng quay lại vũ trụ. Nếu Hugo đối xử tốt với ai, thì chỉ là bởi họ có giá trị sử dụng với ông ta. Unity Pod đã được hoàn thiện với bộ phận cuối cùng là viên ngọc sáng thế. Điều này đồng thời báo hiệu sự sụp đổ sắp tới của The Drift. Mục đích thật sự của Unity Pod thực ra chỉ là một con tàu vũ trụ Hugo dựng lên để chạy thoát thân, và con tàu sẽ hút cạn năng lượng của trạm. Hugo sẵn sàng hy sinh toàn bộ cư dân The Drift chỉ để cứu lấy bản thân hắn. Cơ hội cuối cùng của Bimo và người dân The Drift là ngắt nguồn năng lượng khỏi Unity Pod. Kế hoạch của Bimo đã thành công nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, khiến Unity Pod chỉ còn là một xác tàu lạc trôi trong vô định. Dẫu vậy, The Drift không thể sống sót khi thiếu đi quá nhiều bộ phận, nhưng miễn có sự đồng lòng của mọi người thì không có gì là không thể cả. Bố mẹ Wi-Fi cuối cùng cũng xin lỗi và công nhận cô. Bimo cưỡi Ricky về trái đất và hạ cánh xuống đúng ngôi nhà cây của Finn và Jack. Lúc này, Finn vẫn chỉ là một đứa trẻ và Jack là một thiếu niên. Mặc dù có vẻ là một tập phim ngoại truyện vì gần như không có sự xuất hiện của nhân vật chính từ series Adventure Time gốc, nhưng thực ra tập phim Bimo vẫn có liên kết đến câu chuyện chính nhiều hơn các cậu tưởng đấy. Từ sự góp mặt của Finn và Jack ở cuối tập phim, ta có thể rút ra rằng tập phim Bimo diễn ra ngay trước sự kiện Adventure Time, và đây cũng là lần đầu tiên Bimo gặp hai nhân vật chính của chúng ta. Ngoài ra, Card Wars cũng được biết là một trò chơi được chơi rộng rãi tại The Drift. Điều này có nghĩa là Card Wars đã được sáng tạo trước khi chiến tranh nấm nổ ra, sau đó đã được nhóm Hugo phổ biến với người dân The Drift. Cuối cùng, chúng ta cùng tìm hiểu thân phận của nhân vật mờ ám nhất trong toàn bộ tập phim, Ngài Em. Mặc dù nhân vật này không hề được giới thiệu rõ ràng, nhưng tớ đã tìm được rất nhiều bằng chứng chứng minh Ngài Em không phải ai khác mà chính là Martin Mertens, bố đẻ của Finn. Xét về ngoại hình, Em có vóc dáng tương tự với Martin và còn có bàn chân con người chung màu da với Martin, được thấy khi ông tháo giày trong phòng trang trí. Em cũng là chữ đầu của cái tên Martin Mertens, và chắc chắn không phải trùng hợp khi Em và Martin đều được lồng tiếng bởi Stephen Root. Câu nói "Here comes the rascal" của Ngài Em cũng được Martin sử dụng trong tập 41/6 On the Lam và tập 25/8 Min and Morty. Và vừa rồi là phần tóm tắt và phân tích sơ qua diễn biến của Adventure Time Distant Lands tập 1. Liệu các cậu có phát hiện ra chi tiết nào khác trong tập phim này có liên quan đến series gốc? Hãy comment ở phần bình luận để chúng tôi được biết nhé! Đừng quên like, share và subscribe kênh World to Wear để không bỏ lỡ diễn biến tập 2 của series nhé! Cảm ơn các cậu đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo. World to Wear, out!